Xin chào mọi người ạ, hôm nay em lên một mẫu váy bông tơ ghi cả nhà nhé. Hàng bông tơ ghi đồ vụ rất là đẹp luôn. Và cái hàng này nó là chất liệu cao cấp nữa nên là mặc lên nó rất là nét cả nhà nhé. Nó nét căng luôn từ cái đường khuyết cũng như là cái đường may cũng như là cái chất liệu bông nó không bị kiểu mỏng mỏng bye bye đâu cả nhà nhé. Mặc nó rất là chắc nịch, nó ôm sát vào người luôn. Cái mẫu này thì nó là dáng ngắn cả nhà nhé. Dáng ôm ạ, dành cho chị nào thích kiểu mặc ôm sát. Nếu mà trời thu đông thì các chị có thể đi đôi tất vào cũng rất là xinh, đừng sợ ngắn này nhau nhá. Kiểu nó là ngắn ạ, ôm ngắn này nhưng mà chất liệu đẹp ngắn luôn ấy. Em mặc sọ vào mà em mê luôn cả nhà nhá. Mọi người nhìn chất này, nó dày này, nó chắc này, khoét cổ vuông cổ mưu cả nhà nhá. Và dáng này màu nó là màu xanh than cả nhà nhá. Một xanh than vừa đẹp trắng rất là xuất sắc luôn. Váy này thì em có size S, M, L cho mọi người nhé. Em đang mặc size S ôm này. Chị nào thích mặc thoải mái hơn thì có thể lấy size M, vì cái form này nó hơi nhỏ và nó hơi bị ôm sát cả nhà nhé. Nên là các chị thích thì có thể lên size thoải mái á. S có thể mặc thích M, nếu mà mình muốn dài và muốn thoải mái hơn thì mặc M, và muốn thích bó sát. Chị nào thích sexy ôm, mặc bó sát đẹp thì cả nhà nhé.